Đây là một trong những dòng TV mà bất cứ ai cũng muốn được chạm vào, được sở hữu, hoặc tối thiểu là được trực tiếp đánh giá hoặc là review ít nhất một lần trong đời. Đơn giản, vì đây là TV với công nghệ cao cấp nhất trên thế giới hiện tại. Siêu phẩm này không ai khác chính là LG OLED Evo M4 ra mắt năm 2024. Đặc biệt là kích thước này là kích thước 83 inch. Kích thước 83 là một trong những kích thước gần như là lớn nhất của OLED hiện tại. Nó sau một kích thước là kích thước 97, nhưng mà kích thước 97 thì gần như cũng không xuất hiện ở trên thị trường. Và model này cũng cực kỳ hiếm. Ở trên Việt Nam thì chỉ tính bằng đầu ngón tay thôi mọi người nhé. Bằng đầu ngón tay thôi, và hiện tại thì em cũng chỉ sở hữu duy nhất có 2 chiếc mà thôi. Đúng 2 chiếc thôi. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ vẫn cố gắng bóc thử một chiếc để cùng mọi người review và đánh giá một cách chân thực nhất. Trước khi review model này thì em cũng xin chia sẻ đó là bên em thì là kho phân phối và là người bán hàng trực tiếp. Mọi người có thể thấy là nơi em đang review ở đây là văn phòng làm việc của em, thì bên ngoài mọi người có thấy là rất nhiều hàng hóa ở phía ngoài. Nghĩa rằng ngày hôm nay thì em sẽ đánh giá một cách chân thực, hàng hóa có thế nào thì sẽ đánh giá như vậy. Còn bên em thì không phải là kênh truyền thông, cũng không phải là kênh mà nhận tiền quảng cáo hoặc là booking của hãng đâu. Nên là sản phẩm em đánh giá sẽ cực kỳ là khách quan, rất là thẳng thắn. Và cái thứ hai nữa là vì chỉ có 2 chiếc thôi nên là bóc một chiếc ra thì chắc chắn là sẽ gọi là hàng nó sẽ được gọi là đã được trải nghiệm rồi, trải nghiệm mất một chút rồi. Thì cái sản phẩm trải nghiệm này thì em cũng xin nói trước đó là em sẽ bớt đi 4 triệu so với giá thành của chiếc còn lại mọi người nhé. Tức là có 2 chiếc thì một chiếc em sẽ bóc để trải nghiệm và một chiếc thì sẽ để nguyên. Thế nhưng mà chắc chắn là em sẽ phải bớt đi 4 triệu ở cái chiếc trải nghiệm này. Và giá cụ thể như thế nào thì em sẽ cung cấp ở cuối video. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá gọi là một tuyệt phẩm, một sản phẩm mà bao nhiêu, rất nhiều người ao ước được sở hữu, LG OLED Evo M4. Khi mà mở hộp ra thì chúng ta cũng thấy là cách đóng hộp cũng cực kỳ cẩn thận. Đơn giản vì model này rất là đắt tiền đúng không ạ? Và cái chúng ta quan tâm đầu tiên và quan sát đầu tiên chính là cái tấm màn. Rõ ràng là với tấm màn này thì cách thiết kế nó giống hệt so với lại dòng G4 đúng không ạ? Rất giống luôn. Dòng G4 và dòng M4 này thì có cấu trúc, có thiết kế về tấm màn là giống hệt nhau. Chỉ khác một điểm duy nhất thôi, đó chính là ở trên dòng M này không có một dây kết nối nào cả. Không có một rắc, không có một ổ kết nối nào hết. Chỉ có duy nhất một dây nguồn thôi. Tức là chỉ có một cái dây nguồn để cắm điện, dây nguồn liền. Thế còn lại không có một kết nối nào hết. Đơn giản là vì tất cả những phần kết nối thì nó sẽ chuyển sang cái bộ phận khác đúng không ạ? Và ở cái chỗ tấm màn này thì em cũng xin chia sẻ một chút là cách chúng ta có thể nhận biết luôn là cái sự cao cấp ở trên cái dòng G4 cũng như là dòng M4 này. Nó khác với các dòng OLED còn lại. Ví dụ như là dòng C, dòng B hoặc dòng A của LG. Chúng ta có thấy là một cái thiết kế nó rất là phẳng đều đúng không ạ? Rất phẳng đều, nhưng nó lại dày hơn. Tức là cái phần mỏng nhất của dòng G và dòng M này ấy, nó vẫn dày hơn so với lại cái phần mỏng nhất của dòng OLED còn lại. Ví dụ như là dòng C4 hoặc là dòng B4 chẳng hạn đúng không ạ? Nhưng cái dày hơn này là có lý do. Vì đơn giản là đối với tấm màn của dòng M cũng như dòng G ấy, là nó được phủ thêm những cái lớp thấu kính nữa. Một lớp thấu kính siêu nhỏ, hay còn gọi là các micro LED đấy, rất là dày và xếp liền lên. Nên là chúng ta sẽ thấy cấu trúc màn nó sẽ dày hơn. Ở cái phần mỏng nhất ấy, chúng ta thấy nó dày hơn. Cũng như là nhấc chiếc TV này nó nặng hơn rất là nhiều. Thì đó là cái cách phân biệt đầu tiên bằng mắt mà chưa cần phải đi sâu vào cấu hình đâu, thì chúng ta đã biết được là cái tấm màn này nó cao cấp hơn rồi. Và cái phần không có kết nối như em vừa nói là cái dòng M4 này, thì tất cả những cái phần kết nối nó sẽ được chuyển sang một hộp bốc riêng. Và đây mới là cái giá trị của sản phẩm này. Cái bốc này là thứ mà giúp cho chiếc TV này nó đạt một cái đẳng cấp nó khác, cũng như là đưa cái giá thành của sản phẩm này lên cũng rất là cao. Nhưng mà đúng là nó toàn là công nghệ mọi người ạ. Cái chuyện mà sản phẩm mà có một cái bốc riêng như này thì rất nhiều hãng có. Nhưng nếu như mà một bốc có thể truyền được hình ảnh không dây mọi người nhé. Truyền không dây nghĩa rằng là không cần dây kết nối, không cần HDMI hay dây gì sang, mà nó truyền không dây, nên là nó mới gọi là Zero Box.
À, cái hộp này gọi là hộp Rerobox của LG. Và cái chuyện truyền không dây thì cũng một vài hãng có, nhưng mà truyền không dây mà đạt được hình ảnh 4K, tần số quét 120Hz thì mới khó. Và đây là một trong những sản phẩm gần như là đứng đầu thế giới về đạt được cái hiệu suất truyền hình ảnh là 4K 120Hz. Mọi người lưu ý hai điều kiện này nhé, vừa không dây mà lại vừa là 4K tần số quét 120, rất hiếm hãng có thể làm được. Chính vì vậy là cái sản phẩm này nó cao cấp, và có lẽ rằng cái giá trị nó thể hiện ở đây rất là nhiều. Ở trên cái Zerobox này chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể hoàn toàn đặt được ở rất nhiều vị trí. Chúng ta có thể đặt trái, đặt phải, đặt ở phía trước đều được. Nó có một cái điều khiển xa gần, chúng ta thấy là có thể đặt được trong khoảng cách từ gần cho đến khoảng tầm 15m, và có thể điều chỉnh cái hướng trái, phải, hai bên đều được. Nó có cái nút xoay ở đây. Chúng ta có thể thấy là nó cực kỳ cao cấp, và cái bố trí như này thì có thể là hoàn toàn phù hợp ở mọi không gian. Và cách bố trí hướng dẫn thì nó cũng có trong phần setup cài đặt rồi, đúng không ạ? Xoay điều khiển làm sao mà để nó đạt được cái đèn chế độ màu xanh dương, sinh động, đạt được cái kết nối cao nhất. Thế còn màu xanh mà chỉ là xanh lá cây thôi thì nó gọi là tương đối tốt thôi. Rồi đến màu vàng và màu đỏ thì là tín hiệu chưa đạt. Đó, thì tất cả các kết nối từ HDMI, tất cả các cổng chúng ta đều kết nối vào trong cái box này. Và từ cái box này mới truyền lên cái màn hình OLED kia. Rất là cao cấp, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem là với cái box này nó truyền sang hình ảnh bên của cái tấm màn bên kia thì chất lượng hình ảnh nó như thế nào, âm thanh ra sao, rồi thì các ứng dụng ra sao mọi người nhé. Ok, và bây giờ em sẽ giống như mọi lần trải nghiệm trên từng nội dung một. Đầu tiên sẽ là lấy một cái video 4K thông thường đi, để xem rằng là cái màu sắc rồi thì khả năng hiển thị là thế nào. Cái đầu tiên mà khi mà quan sát và trải nghiệm thì em thấy rằng là model này nó có một cái độ sáng và độ rực rỡ rất đáng kinh ngạc. Nó cao, cảm giác như là nó cao hơn rất nhiều so với lại một số những dòng TV mà em vừa review trong đoạn vừa rồi, trong quãng thời gian vừa rồi. Có lẽ rằng là nếu như mà để ở cái chế độ sống động mà như em đang lựa chọn ở đây ấy, thì phải nói là chiếc TV này nó quá rực rỡ luôn. Thực sự quá rực rỡ. Nên là không biết trong quá trình sử dụng thực tế thì các bác có xem được chế độ này không. Nhưng em nghĩ rằng là nếu thực tế em sẽ không để được chế độ mắc như thế này, mà em sẽ chuyển sang một số các chế độ tiêu chuẩn hoặc là điều chỉnh nó phù hợp người ạ. Chiếc model này thực sự là nó quá sáng và nó quá rực rỡ luôn. Hệ màu quá rộng. Đây là sự thật luôn. Và khi xem thì sẽ có một vài những cái nhận xét bên lề nữa một chút. Đó là nếu như mà để ý kỹ thì em thấy rằng là cái khả năng xử lý hình ảnh của cái model này ở những cái phần điểm ảnh phụ, những cái phần sau ấy, thì nó khá là tốt và hình ảnh nhìn có vẻ rất là mịn. Nhưng mà có một điều, đó là nếu như để chế độ mịn quá như thế này thì một số những khung hình nó sẽ không được thật cho lắm đâu. Đây là cái nhận định cá nhân của em. Về phần hình ảnh, về phần màu sắc, về khoảng màu, độ sáng thì quá tuyệt vời. Nhưng chúng ta không lạm dụng quá về thuật toán. Đó, nên là em thấy chỗ này tuyệt vời là nếu như chúng ta biết điều chỉnh một chút nhé. Đó là ý kiến cá nhân. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ quan sát ở trên một số những cái nội dung hình ảnh thấp thôi. Đó, nếu mà cứ xem 4K thì đương nhiên nó sẽ rất là đẹp rồi. Em sẽ cho mọi người thấy rằng là cho hình ảnh xuống thấp một chút nhé. Ví dụ là chỉ xem HD thôi. Đó, chọn cái chế độ thấp xuống này. Đó, độ phân giải của video nó thấp xuống thì hình ảnh xử lý vẫn rất tốt, rất là mịn. Chúng ta có thể cảm nhận bằng mắt thường về cái khả năng xử lý. Đang từ hình ảnh thấp như thế này nó đang khá mờ nhé. Thì thuật toán của bên LG ở trên model này rõ ràng là nó xử lý và giúp cho cái hình ảnh nó nét trở lại. Rất là đặc biệt luôn. Và thực sự là rất là ưng. Về hình ảnh thì chỗ này em thấy khá là ưng. Cả hình ảnh cao, hình ảnh thấp nó đều đạt được cái khả năng xử lý gần như là rất là tối ưu. Và để trực quan hơn thì có lẽ em sẽ chuyển một kênh truyền hình đi. Chúng ta sẽ xem một kênh truyền hình đi. Thì vì thường ấy, những kênh truyền hình thì gần như là dùng đến công nghệ truyền qua vệ tinh hay là truyền qua internet thì nó cũng không bao giờ có hình ảnh 4K. Nó cũng chỉ có hình ảnh HD là cùng thôi. Đó, thì sẽ vào app mà xem một kênh truyền hình thông thường như là VTV1 chúng ta thấy không? Thực sự là cái khả năng xử lý này em phải nói một câu rất chân thành. Thực sự là rất là kinh ngạc luôn.
khả năng xử lý cái chất lượng hình ảnh trên truyền hình với lại một cái gọi là tín hiệu chất lượng video đầu vào nó chỉ dưới HD thôi. Mọi người để ý nhá, VTV1 này chỉ là kênh HD và đặc biệt là em đang xem qua app nữa. Nó còn phụ thuộc vào tốc độ internet. Vậy mà phải nói là cái khả năng xử lý hình ảnh đây nó quá đẹp. Một chiếc TV với lại kích thước quá lớn 83 inch như thế này, thông thường mọi lần em review những cái dòng TV mà kích thước lớn như này ấy, thì bao giờ nó cũng có cái hiện tượng bị vỡ hình. Không bao giờ tránh được mọi người ạ. Nó không bao giờ tránh được hiện tượng vỡ hình nhé. Nhưng mà rõ ràng là hiện tượng này ở trên model này gần như không có. Thay vào đó thì đã có những thuật toán xử lý để làm mịn những cái phần vỡ đó rồi. Rõ ràng là nếu mà để xem truyền hình với cái chất lượng hình ảnh nó không phải là quá là tối ưu, tức là cái hình ảnh đầu vào ấy, nó không phải là quá tối ưu. Nhưng mà qua hệ thống xử lý của chiếc LG M4 này thì thực sự em phải nói là rất tuyệt vời. Riêng về công nghệ xử lý này thì em nghĩ 10 điểm, phải là 10 điểm để cái phần xử lý này. Đây là nói thật lòng luôn, không phải là khen chê hay là như thế nào cả, mà đây em nói sự thật thôi. Tại vì em vừa review một loạt những TV 85 inch ở trên kênh em cách đây vài hôm, mọi người cũng thấy đúng không ạ? Nên là quan sát trực tiếp suốt ngày như thế này thì em hiểu cái giá trị rất lớn ở cái phần bộ xử lý này. Đó, mắt mà thường thì em thấy rất là đẹp như vậy. Thì không biết là nhìn qua màn hình thì mọi người có thấy nó có đẹp không, nhưng em nghĩ xử lý được mịn ở trên một cái tấm màn với kích thước là 83 inch như thế này thì không phải là đơn giản đâu mọi người nhé. Rất là đơn giản, không phải đơn giản, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ quan sát đến một số những phần liên quan đến chuyển động. Ở đây thì rõ ràng là em cảm nhận là nó tương đối mượt. Tuy nhiên em sẽ không có được những cái phần ví dụ như là thể thao hoặc bóng đá các thứ để cho các bác xem ở đây được. Tại vì là những cái nội dung đó là những nội dung có bản quyền, nên là khi mà đưa lên kênh thì nó sẽ bị khóa ngay, nên là không đưa vào được. Chứ còn nếu như mà có cơ hội mọi người xem trực tiếp thì về phần chuyển động của model này 10 điểm luôn, cũng 10 điểm, cực kỳ mượt luôn. Phải nói công nghệ làm mượt ở trên model này thì quá đỉnh cao. Và một cái khả năng nữa này, chúng ta phải quan sát luôn nhé. Đó là cái khả năng cao cấp của cái màn này về cái khả năng chống chói. Thì mọi người có thấy không, đây là cái phòng làm việc của em, tuy nó tồi tàn nhưng mà cái hệ thống chiếu sáng ở đây nó cũng rất là sáng. Mọi người thấy là đến 4 cái đèn âm trần, một bóng led tuýp trần ở giữa và một bóng tuýp led bên cạnh. Trong cái phòng nhỏ này có tới 6 cái bóng điện và để chiếu xuống, và chúng ta thấy rằng cái khả năng chống chói ở model này, cái việc nó bị hắt ánh sáng vào, nó bị phản xạ gần như là rất là thấp. Nó có nhưng không đáng kể. Và cái tính năng gọi là chống chói của model này quá tuyệt vời. Hiệu suất này nó tương đương với một số những cái model mà em vừa trải nghiệm trong quãng thời gian vừa rồi. Phải nói là chỗ này cũng đáng 10 điểm mọi người. Rồi thì khi mà chúng ta kiểm tra đến góc nhìn các thứ ấy, thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Góc nhìn các thứ hai bên rất là rộng. Thực sự model này nếu để chê thì cũng chưa tìm được cái điểm gì chê, ngoài cái mà em nói rằng là nếu như chúng ta điều chỉnh mà không khéo thì có thể một số những khung hình nó sẽ quá rực rỡ và nó sẽ có cái gì đó nó sẽ không được thật lắm thôi. Chứ còn để mà một chiếc TV mà vào một bạn chuyên viên hoặc là một bác nào đó mà tinh tế biết điều chỉnh hình ảnh thì model này không chê vào đâu được nữa. Thậm chí cả là chơi game. Cái chỗ chơi game này cũng quan trọng này mọi người. Vì lúc đầu em nói rằng là model này có khả năng truyền cái hình ảnh có hộp bốc kia lên, đạt được cái hình ảnh 4K lên 120. Thì rất nhiều những game thủ họ đã thử trải nghiệm qua cái bốc đó rồi. Và chơi PS5 ở trên cái model này thì thấy là nó rất là mượt và không vấn đề gì cả. Và đúng là nó đạt được cái hiệu suất 4K 120. Tại vì game bây giờ thì cao cấp nhất những cái đầu game ấy thì cũng chỉ đạt được hình ảnh là 4K 120Hz thôi. Nên là hiện tại bây giờ nó cũng là một trong những cái định dạng màn hình gọi là mắc nhất rồi, gọi là cũng kích kim nhất trong cái dòng để mà chơi game rồi, đúng không ạ? Thì còn những cái dòng mà đạt được 144 này kia thì chúng ta lại không có những đầu game nào có cái đầu vào chất lượng đạt được 144Hz cả. Nên là em nghĩ rằng là 4K 120Hz như thế này ấy, là nó cũng là đỉnh nóc kịch trần rồi, đúng không ạ? Đó, và ngoài những cái mà gọi là khen ở đây nữa thì em phải khen thêm cả những cái điểm mà nó tinh tế ở trong cái bộ đèn này nữa và cũng được nâng cấp này mọi người. Mọi người có thấy là khi chúng ta vào phần cài đặt ấy, thì thấy ngay một cái phần chỗ tắt màn hình ở đây không ạ? Cái này là cái mà rất nhiều khách hỏi em này. Tại vì trước đây có rất nhiều bác mà thích những cái dòng TV giá rẻ thì có một vài dòng nó có cái phần tắt màn hình như thế này.
mọi người rất thích là ví dụ như có những nội dung thì mình chỉ thích để tiếng thôi, không thích để hình. Ví dụ như là chúng ta đang bận nấu ăn trong bếp hoặc là chúng ta đang làm cái việc gì đó, chúng ta chỉ cần muốn nghe thôi, chứ còn cái phần hình ảnh thì tắt đi. Thì em đã thử là ở đây chúng ta ví dụ như là xem thời sự trên truyền hình nhá, thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉ nghe thôi. Thì ấn vào phần tắt màn hình này thì phần âm thanh nó vẫn diễn ra bình thường. Đó, nó diễn ra bình thường, còn màn hình nó sẽ tắt đi, thì vừa là tiết kiệm điện, vừa là bảo vệ màn hình về tuổi thọ các thứ nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Nó sẽ giúp cái khả năng thời lượng mà màn hình nó bị sáng, nó chiếu sáng nó sẽ giảm đi. Đấy, chúng ta đỡ, chắc chắn là về tuổi thọ nó sẽ được nâng cao hơn nếu như mà chúng ta không cần thiết sử dụng, chúng ta chỉ cần muốn nghe mỗi tiếng không, đúng không ạ? Thì cái này cũng hay. Thực ra bên trong trước đây thì nó cũng có rồi, nhưng mà vấn đề là nó để trong phần cài đặt rất là sâu, còn bây giờ thì nó đã đưa cái phần này ra bên ngoài rồi để chúng ta tiện sử dụng nhất, thì cũng rất là tinh tế, đúng không mọi người? Mình thấy là cái này hợp lý đấy. Lẽ ra là một số hãng thì còn nên đưa cả cái nút tắt màn hình này ở trên lên tay điều khiển luôn ấy, thì hợp lý hơn ấy. Đó, vì em biết là có rất nhiều người đang muốn là nhiều khi chỉ cần nghe mỗi nhạc không thôi, không muốn cần xem hình ấy. Nhiều khi chúng ta nghe liên khúc này hoặc là những cái gì đó ở trên YouTube, ở trên TV ấy, thì chúng ta chỉ muốn nghe nhạc thôi, chứ cái hình nó có gì đâu, cái hình nó chỉ để mỗi hình đại diện không ấy, thì chúng ta muốn tắt cái màn đi, đúng không ạ? Đó thì em nghĩ là hợp lý đấy. Cái này là điểm cộng này. Đó, ngoài ra model này thì có rất nhiều những cái thú vị nữa. Thế nhưng mà thời lượng của video này nó quá dài rồi. Và nữa là thực sự là để mà đứng trước một cái tuyệt tác như thế này thì em cũng không biết là sẽ phải chia sẻ thêm những cái gì. Thì thôi, trong video ngày hôm nay em chỉ tổng kết lại như thế này thôi. Thực sự đây là một model đáng 10 điểm. Đây em nói thật lòng, nó quá đỉnh cao luôn. Đỉnh cao cả về phần công nghệ, đỉnh cao về phần thiết kế, về hình ảnh, về âm thanh thì không phải bàn luôn mọi người nhá. Âm thanh em cũng đã trải nghiệm ở đây rồi, cực kỳ là ổn luôn, ấm vô cùng. Và cũng như là không gian 3D rồi, thử các chế độ âm thanh quá tuyệt vời, không gì để chê ở model này hết. Và về giá nữa nhỉ, đúng rồi, cái cuối cùng là về giá. Thì nói chung model này là một model hoàn hảo. Thì đến phần về giá thì em sẽ cung cấp giá. Thế còn ngược lại là nội dung video về đánh giá sản phẩm thì tạm dừng ở đây đã. Bây giờ em sẽ chuyển sang giá mà bên em đang đưa cho sản phẩm này. Đó. Thì một số những bạn mà lấy video của em hay lấy video của em để mà đi bán hàng thì các bạn lưu ý nhé, các bạn có thể cắt video đến đoạn này được rồi, còn đoạn giá ở cuối thì các bạn có thể bỏ đi. Và các bạn có quyền là che cái phần số điện thoại của mình ở trên góc được, nhưng cái logo của mình nhá ở trên góc thì các bạn phải để nguyên. Đó, nếu không là mình sẽ đánh bản quyền các bạn đấy nha. Vì đây là mình sẽ nhắc nhở một số những bạn mà hay cắt ghép video của mình để bán hàng. Đó, thì bạn lưu ý giúp mình nha. Bây giờ em sẽ cung cấp giá. Thì model 83 inch này mọi người, hiện tại lúc mới đầu mọi người để ý ở trên kênh em giới thiệu về dòng này thì giá là 180 triệu đúng không ạ? Thế nhưng mà hai model này trong ngày hôm nay thì em sẽ đưa về mức giá là chỉ có 129 triệu thôi. 83M4 hàng máy cứng mọi người nhé. Và sẽ có một chiếc này là em bóc ra rồi, em sẽ hứa mọi người là em sẽ trừ đi 4 triệu vì em trải nghiệm trong khoảng gần 4 tiếng. Thì mỗi 1 tiếng em trừ đi 1 triệu thì trừ đi 4 triệu là còn 125 triệu. Duy nhất đúng 2 chiếc mọi người nhé. Chiếc bóc này rồi thì sẽ là 125, và một chiếc còn lại hàng nguyên em chưa trải nghiệm ấy. Em chỉ có xem qua cái màn nó bị vỡ hay không, cái đó thì chưa bật để mà trải nghiệm như thế này, thì là 129 triệu. Đó thì mọi người có thể tham khảo mức giá này. Em xin nhắc lại model này chỉ có 2 chiếc thôi. Và miền Nam hình như là đang không có một chiếc nào. Trong Sài Gòn thì gần như là không còn một sản phẩm nào cả. Miền Bắc thì có lẽ rằng là hình như là ở kho điện máy lớn của một số siêu thị lớn thì em không biết, nhưng mà trong hệ thống phân phối bọn em thì hình như là mỗi mình em có thì phải. Hình như là như vậy. Đó nên là bác nào quan tâm thì inbox cho em luôn và ngay mọi người nhé. Tại vì là dù là đại gia đến mấy đi chăng nữa thì model này cũng là đỉnh nóc kịch trần, là hết cỡ rồi. Không còn chiếc nào xịn hơn được chiếc này nữa đâu ạ. Đó. Thì rất là cảm ơn mọi người, và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nhé.